Vâng ạ, xin kính chào anh Trần Minh Kiệt ở Sóc Trăng và xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay anh có đặt hàng ở bên em một bộ mic không dây UHF màu vàng gold chạy pin AA. Thì loại hai tai mic anh có đặt ở bên em loại hai tai mic nhé. Thì hiện tại sản phẩm bên em đang bán giá là 590.000. Thì nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video hoặc có thể truy cập vào sen đỏ Shopee để đặt hàng. Shop mình có tên là linh kiện 79, thì các bạn cứ tìm kiếm linh kiện 79 là ra. Ok, thì các bạn mua hàng mua một bộ mic thì sẽ bao gồm hai tai mic màu vàng gold như thế này, rất là đẹp. Đây đi kèm là một bộ thu tín hiệu đây, mà bên em có tặng kèm luôn cho anh chị một cái jack ba chân để các anh chị về kết nối tín hiệu nhé. Đây. Ok, thì bây giờ em sẽ tiến hành vào test bộ mic hoạt động tốt thì bọn em mới thử hàng cho anh nhé. Đầu tiên là chúng ta cấp nguồn cho bộ thu thôi. Đây, bóng led sáng luôn. Thì ở hai tay mic em bật nguồn lên. Trên đèn là hai mic. Hai đèn sáng luôn. Đây em bây giờ test một mic. Em tắt nguồn đi này. Đấy, một bóng ở đầu thu tắt luôn. Sáng. Mic thứ hai. Ok, thì em test luôn cái độ tần số nhé. Bộ mic này có thể độ tần số nhé. Đấy. Trước ở bộ thu trước thì là nó đã nhận được số. Ok, thì bây giờ em sẽ tiến hành vào test âm thanh cho anh nhé. Alo, 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo, 1 1 2 3 4 5 6 7. Alo. Như vậy là cả hai mic đã hoạt động rất là tốt. Thì em sẽ tiến hành là đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để khi nhận hàng anh yên tâm hơn nhé. Đây là ký hiệu của anh. Ok, em rất cảm ơn anh đã ủng hộ và tin tưởng sử dụng sản phẩm ở bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.